thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 8 tháng 3 năm Quý Mão 2023, chùa Ba Vàng tổ chức cung bắt quan trai giới. Do vậy, hôm nay vào giờ này toàn bộ các Phật tử của chùa Ba Vàng rất bắt cung đường các chư tăng của chùa. Giờ này là chúng tôi đang có mặt tại chùa Ba Vàng để tham dự cung bắt quan trai giới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình cung bắt quan trai giới tại chùa Ba Vàng ngày hôm nay, 8 tháng 3 năm Quý Mão 2023. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi, đây là chương trình.
Thank you.
rộng xa, mắt xanh nhìn trần thế, hỏi đường mây trắng đời sống trên ngự thanh cao, thân hậu ý an tình. Nghĩa khổ căn hữu tình ngàn nhà, đơn thân vạn rộng xa, khấn thực bình bát phương tiền, xuất ra cầu thánh đạo, bình bát phước mọi nhà, phá trừ ta. Đơn thân vạn dặm xa, mắt xanh nhìn trầm thế, hỏi đường mây trắng qua, cao bò dâu xuống tóc, khuất cả xa hoài sắc, sống chờ ý an tình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sữa Mắt Cung Đường đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.